như bốn ngọn đại bảo diệu cao sơn vương soi đến các núi khác ánh sáng hơn hẳn đức phật dùng thần lực lại hiện thân phật khiến cho tất cả hữu tình trong thế giới ba lần ngàn này đều thấy được khi ấy vô lượng vô số các vị trời ở cõi tịnh cư trong thế giới ba lần ngàn này dưới đến các trời trong cõi tứ đại thiên vương ở cõi dục và tất cả loài người chẳng phải người đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử, oai quang sáng rực như núi vàng lớn, vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có, rồi cầm vô số các loại hoa trời, hương khoanh, hương xoa, hương đốt, hương bột y phục ngọc anh lạc tràng phan lọng báu nhạc cụ các thứ ngọc vô lượng các loại hoa sen trời màu xanh hoa sen trời màu đỏ hoa sen trời màu trắng hoa sen trời thơm hoa sen trời màu vàng hoa sen trời màu hồng hoa cây vàng bạc cõi trời lá thơm cõi trời và vô lượng hoa tươi trên đất dưới nước mang đến chỗ phật dâng giải lên phật do thần lực Phật các tràng hoa kia lần lượt tung lên kết thành đài hoa số lượng đầy cả thế giới ba lần ngàn. Lọng hoa trời rủ xuống, chuông quý, phan ngọc theo rẻ tỉ mỉ, rất dễ ưa thích. Khi ấy, cõi Phật này trang nghiêm màu nhiệm, giống như thế giới cực lạc ở phương Tây, hào quang của Phật trói sáng khắp mọi loài. Trong thế giới ba lần ngàn, hư không, đều cùng một màu vàng rực, các cõi trong vô số cõi Phật ở mười phương cũng là như thế. Khi ấy, các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thần, châu Tây Nghiêu Hóa, châu Bắc Câu Lô, người ở trong đó do thần lực Phật, ai cũng thấy Phật ngồi ngay trước mặt, đều nghĩ rằng Đức Như Lai nói Pháp cho riêng mình. Như vậy các trời trong các cõi trời tứ đại thiên vương, trời tam thập tam, trời dạ ma, trời đồ sửa đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tử tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh trời quảng trời thiểu quảng trời vô lượng quảng trời quảng quả trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện hiện trời thiện kiến trời sắc cứu cánh cũng do thần lực của thế tôn mà mỗi vị đều thấy phật ngồi chính trước mặt và đều nghĩ rằng đức như lai nói pháp cho riêng mình lúc bấy giờ đức thế tôn không giỏi chỗ ngồi vui vẻ mỉm cười từ trên mặt ngài phóng hào quang lớn chiếu khắp các cõi phật trong thế giới ba lần ngàn vô số cõi phật trong mười phương khi ấy ở các cõi phật trong thế giới ba lần ngàn này tất cả loài hữu tình theo hào quang của phật thấy khắp vô số cõi phật trong mười phương tất cả như lai ứng tránh đẳng giác được chúng thanh văn bồ tát vây quanh và còn thấy tất cả các loài hữu tình vô tình khác nữa khi ấy, tất cả loài hữu tình ở vô số cõi Phật trong mười phương, theo hào quang Phật cũng thấy ở cõi đó. Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác Thích Ca Mâu Ni, được chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh, và còn thấy tất cả các loài hữu tình vô tình khác nữa. Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Đông tên là Đa Bảo, có Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm đang an ổn chú trì tại đó, nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát. Trong đó có vị Bồ Tát tên là Phổ Quang, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng xanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật bạch. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? Khi ấy, Đức Phật bảo tánh, bảo Đại Bồ Tát Phổ Quang, này thiện nam tử, ở phía tây của cõi này trải qua vô số thế giới có thế giới tận cùng tên là kham nhẫn có phật hiệu là thích ca mâu ni như lai ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thể thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm hiện an ổn chú trì tại đó sắp nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho chúng đại bồ tát do thần lực của phật đó mà hiện ra điểm lành này Phổ qua nghe rồi vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật, bạch Thế Tôn con nay xin đến thế giới Khám Nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ Tát những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt pháp môn Đà La ni, pháp môn Tam Ma địa, thần thông tự tại ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cú xin dù lòng thương xót chấp thuận khi ấy Phật bảo tánh bảo Bồ Tát phổ quang, hay thay hay thay, nay đã đúng lúc được ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cảnh hoa sen sắc vàng ròng, hoa và ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm trao cho Bồ Tát phổ quang và dặn rằng, người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni như lời ta dặn bạch như lai bảo tánh xin ân cần thăm hỏi ngài được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều và an vui chăng việc đời chịu đựng được chăng chúng sinh dễ độ chăng rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm phật sự người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình vì sao vậy vì các vị Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp do nguyện độ sanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó khi ấy, Bồ Tát Phổ Quang nhận hoa, vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ chân Phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Đông đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào khi đến chỗ Phật Thích Ca đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng rồi lui đứng một bên. Bồ Tát Phổ Quang tiến tới trước Bạch Phật. Bạch Thế Tôn ở phương đông của cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Đa Bảo. Có Phật hiệu là Bảo Tánh, Như Lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn thiện thể thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm xin ân cần thăm hỏi thế tôn được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng việc đời chịu đựng được chăng chúng sinh dễ độ chăng rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng dòng ấy dâng lên thế tôn để làm phật sự Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi dài trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Đông, do thần lực Phật khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ương Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. hữu tình nào nghe được đều đạt được quả vị giác ngộ cao tột khi ấy phổ quang và tùy tùng thấy việc này vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát xong lui ngồi một bên cứ như vậy từ thế giới tận cùng ấy đến đây tất cả cõi Phật ở phương Đông mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng tại chỗ các đức phật ấy cũng đều có một vị bồ tát đứng đầu thấy hào quang lớn ấy cõi đất biến động và thân tướng phật đều đến chỗ phật bạch rằng bạch thế tôn do nhân duyên gì mà có điềm lành này khi ấy các đức phật kia ngày nào cũng đáp ở phía tây của gói này có thế giới kham nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát do thần lực của Phật đó nên mới hiện điểm lành này. Các vị Bồ Tát hàng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng đều xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Phật và các vị Bồ Tát. Các đức như lai kia khen hay và cho đi, các ngài trao cho hoa sen ngàn báu, sắc vàng ròng và dặn dò. Người đem hoa này đến chỗ Phật kia bạch lại đầy đủ lời ta, xin ân cần thăm hỏi. Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ Tát chớ sinh lòng, khinh coi thường, mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lạnh rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào khi đến chỗ phật thích ca đầu lại hai chân phật đi quanh trăm ngàn vòng dâng hoa bạch trình mọi việc phật nhận hoa xong giải trở lại phương đông do thần lực phật nên hoa rơi khắp các cõi phật trong đài của các hoa đều có hóa phật nói phát đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột Bồ Tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi vui mừng, khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát. Xong lùi qua ngồi một bên Lúc bấy giờ thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Nam Tên là Ly Nhất Thiết Yêu Có Phật hiệu là Vô Yêu Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian dài Ô thượng trưởng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm đang an ổn chú chỉ tại đó nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho các chúng đại bồ tát trong đó có vị bồ tát tên là di ưu thấy hào quang lớn này cõi đất biến động và thân tướng phật lòng xanh thắc mắc đi đến trước phật đầu lại hai chân phật bạch bạch thế tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này khi ấy phật vô ưu đức bảo Bồ Tát ly yêu. Này thiện nam tử, ở phía bắc của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, như lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm, đang an ổn chú trì tại đó, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện điểm lành này. Lý ưu nghe rồi vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con này xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng Đại Bồ Tát, những vị đã chứng đạt được sự hiểu biết thông suốt Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma Địa, Thần Thông Tự Tại, ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cúi xin dù lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy, Phật vô yêu đức bảo Bồ Tát ly yêu, hay thay hay thay, này đã đúng lúc được ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng dòng, hoa này có ngàn cánh, có các báu tra nghiêm trao cho Bồ Tát ly yêu và dặn. Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni như lời ta dặn bạch như lai vô yếu đức xin ân cần thăm hỏi Ngài được ít bệnh ít phiền Đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng Việc đời chịu đựng được chăng Chúng sanh dễ độ chăng Rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm Phật sự Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn Thấy cõi Phật đó và các đại chúng Chớ sinh lòng coi thường Mà tự làm thương tổn mình vì sao vậy vì các bồ tát kia oai đức khó sánh kịp do nguyện độ xanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó khi ấy bồ tát ly yêu nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng trăm nghìn vô số đại bồ tát xuất gia tại gia và vô lượng trăm nghìn đồng nam đồng nữ đầu lại chân phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ mỗi vị mang theo vô lượng hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Nam đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên, Bồ Tát Ly Yêu tiến tới trước bạch Phật bạch thế tôn ở phương nam của cõi này trải qua vô số thế giới có thế giới tận cùng tên là ly nhất thiết yêu có phật hiệu là vô yêu đức như lai ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thệ thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm xin ân cần thăm hỏi thế tôn được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng việc đời chịu đựng được chăng chúng sanh dễ độ chăng rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng dòng ấy dâng lên thế tôn để làm phật sự Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận số hoa sen ấy, rồi dài trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Nam. Do thần lực Phật khiến các hoa sen này rơi khắp các cõi Phật, trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói Pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. hữu tình nào nghe được, nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột khi ấy, ly yêu và các tùy tùng thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có. mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát xong lui ngồi một bên cứ như thế từ thế giới tận cùng ấy đến đây tất cả các cõi phật ở phương nam mỗi cõi đều có đức như lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng tại chỗ các phật ấy cũng đều có một vị bồ tát đứng đầu thấy hào quang lớn ấy cõi đất biến động và thân tướng phật đến chỗ phật bạch bạch thế tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này khi ấy các đức phật kia đều đáp ở phương Bắc của cõi này có thế giới cam nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho hàng Bồ Tát, do thần lực của Phật đó nên mới hiện điểm lành này. Các vị Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng đều xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Phật và Bồ Tát. Các đức như lai kia khen ngợi và cho đi, các ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn. Người đem hoa này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta, xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ Tát chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình vì sao vậy vì các bồ tát kia oai đức khó sánh kịp do nguyện độ xanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng vô số bồ tát đồng nam đồng nữ từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng dâng hoa bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong giải trở lại phương Nam, do thần lực Phật khiến hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa phật nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột Bồ Tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi vui mừng, khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Tây tên là Cận Tịch Tịnh có Phật hiệu là Bảo Diệp, Như Lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian dài, vô thượng trượng phu, tiểu ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, bạt giả phạm, đang an ổn chú chỉ tại đó, nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Đại Bồ Tát. Cõi đó có Bồ Tát tên là Hành Tuệ, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng xanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật bạch. Bạch Thế Tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này? Khi ấy Phật bảo diệm, bảo Đại Bồ Tát hành tuệ. Này thiện nam tử, ở phía đông của cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, tiểu ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm, đang an ổn chú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát. Do thần lực của Phật đó mà hiện điểm lành này Hành tuệ nghe rồi vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn con nay xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ Tát, những vị đã chứng được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cúi xin dùng lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật bảo diệm bảo Bồ Tát hành tuệ Hay thay hay thay này đã đúng lúc Được ông cứ khởi hành Đức Phật liền lấy nghìn đóa hoa sen sắc vàng ròng Hoa này có nghìn cánh Có các báu trang nghiêm trao cho Bồ Tát hành tuệ và dặn người đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời ta dặn bạch rằng, như lai bảo diệm xin ân cần thăm hỏi. Ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sanh dễ độ chăng. Rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm Phật sự người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các đại chúng chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia quay đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó. Khi ấy, Bồ Tát hành tuệ nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ, đầu lại chân Phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Tây đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng rồi lui đứng một bên, Bồ Tát hành tuệ tiến tới trước bạch Phật bạch thế tôn ở phía tây của cõi này trải qua vô số thế giới có thế giới tận cùng tên là cận tịch tịnh có Phật hiệu là bảo diệm như lai ứng tránh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thể thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư Phật bạt giả phạm xin ân cần thăm hỏi thế tôn được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui trăng, việc đời chịu đựng được chăng chúng sanh dễ độ chăng rồi cầm ngàn cành hoa sen sắc vàng dòng ấy dâng lên thế tôn để làm Phật sự khi ấy đức phật thích ca mâu ni nhận hoa sen ấy rồi dài trở lại vô số thế giới chư phật ở phương tây do thần lực phật khiến các hoa này rơi khắp các cõi phật trong đài của các hoa này đều có hóa phật ngồi kiết già nói pháp tương ưng đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát hữu tình nào nghe được nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột khi ấy hành tuệ và các tùy tùng thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót chen chưa từng có mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen phật và các bồ tát xong lui qua ngồi một bên cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả các cõi Phật ở phương Tây, mỗi cõi đều có Đức Như Lai hiện đang nói Pháp màu cho đại chúng. Tại chỗ các Phật ấy cũng đều có một vị Bồ Tát đứng đầu, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, tiến đến trước Bạch Phật, Bạch Thế Tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này. Khi ấy các Đức Phật kia mỗi ngày đều đáp. Ở phía đông có thế giới kham nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát. Do thần lực của Phật kia mới hiện điểm lành này, các Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Ngày nào cũng xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Phật và các Bồ Tát. Các đức như lai kia khen hay và cho đi. Các ngài đều trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn ngươi đem hoa này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta. Xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? chúng sanh dễ độ trăng rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm phật sự người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi phật đó và các vị bồ tát chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình vì sao vậy vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, giải trở lại phương Tây. Do thần lực Phật nên hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đại của các hoa này đều có hóa Phật nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột bồ tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi vui mừng khen chưa từng có mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen phật và bồ tát xong lui ngồi một bên hết quyển thứ một